Hoài Thương xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã đến với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bộ Quốc phòng Việt Nam lên tiếng phụ quân nhân đi nghĩa vụ chết vì tự tử. Kính thưa quý vị, trả lời về trường hợp một quân nhân 19 tuổi bị cho là treo cổ tự tử chết trong lúc đi nghĩa vụ đang gây bức xúc trong công luận Việt Nam. Cục tuyên huấn của Bộ Quốc phòng Việt Nam vào chiều ngày 30 tháng 6 khẳng định phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ và cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời cảnh báo thêm rằng các thế lực thù địch đang lợi dụng vụ này để tạo dựng các trang tin giả. Trước đó, trên các mạng xã hội Facebook và YouTube, cộng đồng mạng Việt Nam bày tỏ phẫn nộ và bức xúc sau khi nhiều video được đăng trên các trang mạng này quay lại cảnh gia đình nhận xác quân nhân Trần Đức Đô và cáo buộc trên thi thể người thân của họ có nhiều dấu hiệu nghi vấn bị đánh chết. Trả lời báo chí trong nước vào chiều ngày 30 tháng 6, Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng Việt Nam nói quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tử vong tại tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường quân sự quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6, trong lúc đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng từ 13 giờ 45 đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, nhân quân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh vì lý do đau bụng. Thì khoảng 14 giờ 20 phút không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì phát hiện nhân quân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 mét. Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Cục tuyên huấn nói. Trong khi đó thì một video đăng trên mạng xã hội về lễ tang của quân nhân Đô, người dì của anh Đô kể rằng cháu tôi có gọi điện thoại cho tôi chỉ 30 giây thôi, cháu nói rất nhanh và rất sợ. Cháu bảo là chỉ huy là hay đánh cháu đấy, tôi có bảo là thế có sao không? Cháu chỉ bảo là thôi cháu không sao đâu, đừng nói với bố mẹ cháu. Cách mấy ngày sau là ngày 25 tháng 6, tôi nhận được tin nhắn như thế của cháu. Báo là cháu đi Đà Lạt một tháng trời và bảo bố mẹ cháu là một tháng sau cháu không liên lạc nữa đâu. Và 28 này lại bảo cháu tôi tự tử là thế nào. Các video khác được gia đình quay lại sau khi nhận xác Trần Đức Đô cho thấy thi thể của quân nhân này có nhiều vết thương trên đầu, sau gáy, trên ngực và miệng. Mà theo người nhà tố cáo là toàn chỗ hiểm và giống như là bị tra tấn dã man. Nó đánh cháu tôi mà nó kêu là cháu tôi thắt cổ. Chết rồi, nó còn thắt cổ để báo cho người nhà là cháu tôi tự tử. Mà hôm qua cháu tôi gọi điện thoại còn tươi cười, xin mọi người chia sẻ để cháu tôi được minh oan. Nó đánh chết cháu tôi, giờ nó lại tạo hiện trường giả đây này. Thân nhân của quân nhân Trần Đức Đô cáo buộc trong một video đăng trên YouTube. Người nhà của anh Đô nói thêm rằng, họ nhận được tin báo về cái chết của anh Đô sau khi anh đã chết nhiều giờ, thi thể đã cứng. Và khi người nhà đến thì nó còn bắt chạy lòng vòng mấy tiếng mới cho nhìn xác. Yêu cầu các nhà lãnh đạo cao cấp bên Bộ Chính trị và Bộ Nội vụ phải giải quyết vụ này. Một người đàn ông tự nhận là họ hàng bên ngoài của anh Đô bức xúc nói trong lễ tang và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người dự lễ tang sau khi ông đề nghị khoan chôn hay là hỏa thiêu quân nhân này vì làm như vậy sẽ mất hết chứng cứ. Hiện nay thì các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân về vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Trần Đức Đô. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc, Cục tuyên huấn thông báo cho báo chí vào hôm ngày 30 tháng 6. Trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Đức Hội là bố của quân nhân Trần Đức Đô cho biết gia đình vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin chính thức từ đơn vị để biết chính xác về nguyên nhân tử vong của con trai. Ông Hội cho biết, con trai ông viết đơn xin nhập ngũ vào đầu năm 2021. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, thì anh Đô được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường Đại học Quân sự Quân khu 1, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục huấn luyện. Nhưng đến chiều ngày 28 tháng 6,
ông nhận được điện thoại báo con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. Nhưng khi gia đình đến bệnh viện thì ông lại nhận được điện thoại hỏi là con trai có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử. Sau đó gia đình ông được bệnh viện thông báo là Trần Đức Đô đã chết bên ngoài bệnh viện nên bệnh viện không cấp cứu xác nhận. Và kính thưa quý vị, không có chuyện gì đấy. Trong khi đó thì Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 khẳng định với báo chí rằng không có việc là anh Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường. Quan chức quân đội này cho rằng các vết bầm trên cơ thể quân nhân này có thể là do trong quá trình treo cổ tự tử, Đô đã giãy giụa, vùng vẫy nên bị sợi dây chân thiết chặt, tạo vết hàn sâu ở cổ. Và các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực, báo Dân Trí đưa tin. Bình luận về khía cạnh pháp lý liên quan đến vụ này, luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn nói với VOA. Nếu cho rằng cháu Đô thắt cổ tự tử là chưa thuyết phục cả về nguyên nhân tự tử và cơ chế hình thành các vết thương. Vì nếu treo cổ tự tử thì việc giày giũa không thể tạo nên các vết thương đó. Trừ trường hợp là nạn nhân tự dùng vật khác đánh mình bị thương trước lúc treo cổ. Theo nhận định của luật sư Bình, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô có phần giống với một số tử vong trước đó ở các đồn công an hay là những trại giam vì kết luận chưa phù hợp với cơ chế hình thành vết thương. Cũng theo ông, mặc dù thực hư vụ này chưa rõ nhưng việc điều tra kết luận vụ này khá đơn giản. Ông cho rằng cần phải có một cơ quan điều tra, giám định độc lập để các vụ việc tương tự được kết luận chính xác và thuyết phục hơn nhằm tạo và duy trì lòng tin nơi công chúng. Hiện những thông tin từ Bộ Quốc phòng đưa ra đang gây tranh cãi nhiều trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người bày tỏ bức xúc và cho rằng việc quân nhân chết ngay tại đơn vị giữa thời bình là không thể chấp nhận được. Ngoài những thông tin và video clip đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, một trang fanpage trên mạng Facebook có tên Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô vừa mới lập mà đã có đến hơn 32.000 người tham gia tính đến vào tối 30 tháng 6. Không đi nghĩa vụ quân sự thì bảo là không yêu nước, đi xong thì lại bị đánh chết như thế này, thì thử hỏi rằng là ai có dám cho con em mình đi nữa bây giờ không ạ? Còn một tài khoản Facebook có tên là Cần Một Bờ Vai bày tỏ, đồng thời tuyên bố rằng dù tôi có bị đánh sập đi bao cái nick thì tôi lập lại cái nick khác và đưa video này lên để chia sẻ với cộng đồng mạng sau khi những video liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô được chủ tài khoản đăng lên đều bị xóa. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn vào hôm ngày 30 tháng 6 nói với báo chí rằng rất nhiều thế lực lập trang giả trên không gian mạng để quy chụp vụ việc, đồng thời cảnh báo những ai tung tin lên sẽ bị trách nhiệm theo luật an ninh mạng mà Việt Nam mới đưa ra và áp dụng gần đây. Và kính thưa quý vị, tôi mượn bài báo từ năm 2004 để muốn nêu lên thực chất bên trong những vụ đánh đấm của lũ trẻ con mới lớn trong quân đội này. Chúng vẫn là kết quả của một nền giáo dục yếu kém, không thực chất đi sâu vào giáo dục những giá trị nhân văn của con người. Không có những bài học thật thuyết phục về lòng nhân ái, không nêu được giá trị thực sự của con người là gì. Các cậu lính trẻ mới nhập ngũ thường có kiến thức rất sơ sài về xã hội, lại thường là những đứa trẻ không mấy thành công trên con đường học hành. Không thành công thì mới phải đi lính. Ở đây tôi nói là đa số chứ không phải là tất cả. Chính bởi sự sơ sài về nền tảng văn hóa, sự thất bại trên con đường học vấn, cũng như sự lạc lối về quan niệm đâu là giá trị đích thực của con người, nên những cậu lính trẻ mới có cái khoái cảm quyền lực khi mình có thể thoải mái đấm đá, lên gối rồi xuống chỏ vào đầu, mặt, bụng, những đồng đội mới vào. Trong bao nhiêu clip tôi xem, thì có ai dám chống cự đâu, cứ câm nín chịu đòn. Nếu chống lại thì không biết hậu quả sẽ còn nhiều người lính mới bị đánh chết đến đâu. Vấn đề ở đây không nằm ở lũ lính man rợ, ít học và ác độc, mà bởi những cán bộ cấp trên. Những người đã quen che giấu, biến báo khi sự việc xảy ra. Biến báo che giấu để trốn trách nhiệm của chính mình. Sự việc này phải được chấm dứt, nhưng muốn thế thì pháp luật phải nghiêm minh, mà pháp luật chỉ được nghiêm minh khi công luận quan tâm và đấu tranh đòi công lý đủ nhiều, đủ mạnh. Người gì của cháu lính mới thiệt mạng? Chắc cũng ít tuổi thôi bởi bố cháu bé sinh năm 1980. Chính bởi ít tuổi nên khi cháu gọi về nói là bị đánh nên đã không coi sự việc ấy là nghiêm trọng.
Nếu vào người có kinh nghiệm và hiểu xã hội thì họ đã làm gì đấy để ngăn chặn sự việc đau lòng này? Những vị đang có quyền lực của xã hội này, tôi biết các vị rất quý quyền lực của mình, nhưng tôi kêu gọi lương tri, lương tâm của các vị mà hãy lên tiếng để sự việc này không chìm xuống, để được giải quyết sao cho lòng tin của dân không bị chìm xuống theo sự việc. Làm thế ấy chính là củng cố cho quyền lực của các vị và cho sự vững mạnh của quân đội. Và đại thể chính là làm tốt cho chính thể này đấy. Cho nên đừng mang cái kiểu chiêu trò rẻ tiền mà chụp mũ cho những người lên tiếng vì sự việc này là phản động, là kích động nọ kia. Muốn biết làm gì cho phải, chỉ đơn giản tự hỏi nếu đứa trẻ 18 tuổi kia là con của mình thì mình sẽ làm gì. Thường những gì được lương tâm, lương tri soi sáng, câu trả lời thường hiện ra rất rõ ràng, rất nhanh mà không cần bất cứ một nghị quyết hay là một đường lối cũng như một lý tưởng xa xôi nào. Hãy để quân đội là môi trường tạo ra những người lính có nhân phẩm, chứ không phải là những con thú mang hình hài con người. Đây là một vụ năm 2004, nếu vào YouTube thì có rất nhiều vụ đánh đập dã man với lính trẻ được đưa lên. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.